thanh niên đi xe máy tông tử vong cảnh sát giao thông ở Khánh Hòa. Chung cư 70-100m², giới hạn 3 người ở, hiểu sao cho đúng. Tranh chấp giấy viết tay, nông dân ở Gia Lai khóc bên vườn sầu riêng rụng. Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ, được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 29 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một cảnh sát giao thông thuộc tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Khánh Hòa đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A hướng Bắc Nam, địa phận xã Ninh An thì bị một thanh niên đi xe máy có dấu hiệu vi phạm tông tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 25 ngày 27 tháng 5. Khoảng 14 giờ 30 chiều nay tại một quán bán đồ ăn đêm tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xảy ra một vụ cháy lớn. Theo nhân chứng tại hiện trường, do thời tiết oi bức, ngọn lửa lan nhanh nên không thể kiểm soát. Người dân sau đó đã báo tin cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Từ hôm nay, tuyến xe buýt Sài Gòn Chợ Lớn City Tour đã chính thức được triển khai. Hoạt động này nhằm góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của thành phố Hồ Chí Minh và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực Chợ Lớn và các khu vực lân cận. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định xác định dân số với chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại theo chỉ tiêu 3,6 người trên một căn hộ. Để hiểu rõ hơn về quy định này, mời quý vị khán giả chúng ta cùng lắng nghe những phân tích ngay sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định 34/2024 có hiệu lực thi hành ngày 10/6/2024. Trong đó Hà Nội quy định cụ thể phương pháp xác định dân số với chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người trên căn hộ. Quy định này nhằm xác định chỉ tiêu dân số, nhằm khống chế quy mô dân số và cơ cấu căn hộ của dự án trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, cũng như bố trí cơ cấu căn hộ dự án phù hợp với quy mô dân số của dự án. Quy định như vậy nhằm cân đối bài toán về quản lý nhà nước. Theo đó, việc xác định chỉ tiêu dân số đối với nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, gọi tắt là chỉ tiêu dân số đối với nhà chung cư, sẽ được thực hiện trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng thể mặt bằng, xây dựng phương án cấu trúc công trình của các chủ đầu tư dự án bất động sản, chứ không phải quy định về số người ở tại mỗi căn hộ chung cư. Thưa quý vị, sau các vụ cháy thảm khốc xảy ra trong thời gian qua, thì tại tỉnh Sóc Trăng có hai em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai đã tìm tòi, sáng tạo và tạo ra thiết bị là hệ thống cảnh báo dò tìm người mắc kẹt trong các vụ cháy chung cư. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi phần ghi nhận sau. Em Lâm Bảo Trân và Lâm Hùng Dĩ, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã tìm tòi sáng tạo ra thiết bị hệ thống cảnh báo và dò tìm người mắc kẹt trong các vụ cháy chung cư. Hệ thống bao gồm bộ quản lý và bộ cảm biến. Khi chung cư xảy ra hỏa hoạn, thiết bị sẽ nhận diện được vị trí căn hộ nào đang có nhiệt độ cao bất thường và truyền qua tín hiệu cảm biến. Nhiệt độ tăng quá 50 độ C thì nó sẽ tự sáng đèn màu đỏ này lên để báo hiệu trung tâm điều khiển biết là mình đang có một cái vấn đề về nhiệt độ là đang quá 50 độ C. Còn cái nút màu xanh dương này nghĩa là cái thiết bị của căn hộ này vẫn đang hoạt động bình thường. Rồi có hai nút K1, K2. Chúng ta có thể cài đặt ở đây những cái âm thanh như là các bạn hãy bình tĩnh hoặc là các bạn hãy di chuyển qua khu B, hãy di chuyển qua khu C gì đó để điều hướng đám đông nhằm mọi người đừng có giẫm đạp lên nhau, đừng có hoảng loạn quá. Thiết bị cũng đồng thời dò tìm vị trí các nạn nhân còn sống sót hoặc bị mắc kẹt thông qua cảm biến nhận diện con người. Để phòng ngừa trường hợp bị mất điện khi có cháy, các em còn sáng tạo thiết bị sử dụng nguồn điện dự phòng để cung cấp mạng Wi-Fi, đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh, nổi bật diễn ra trong ngày. Hơn 3 năm bỏ mồ hôi nước mắt, chăm sóc nương rẫy và vườn sầu riêng, vợ chồng ông Hà Văn Luyến, chú thôn Bản Tân, xã La Phìn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai phải cay đắng, tức tưởi vì không vào được vườn thu hoạch quả. Nguyên nhân là do tranh chấp từ một hợp đồng thỏa thuận thuê đất bằng giấy viết tay và chủ đất thu hồi lại với lý do là cần bán để lo việc gia đình. Gói thầu 5.10 nhà ga hành khách sân bay Long Thành, xã Bình Sơn, huyện Long Thành được khởi công vào ngày 31 tháng 8 năm 2023 với hợp đồng xây lắp trị giá 35.000 tỷ đồng. Đến nay với tốc độ thi công thần tốc, công trình được ví như trái tim của toàn bộ dự án sân bay Long Thành đã mang hình khối rõ nét. Theo khảo sát của Lao động, hiện nay
nhiều chủ bất động sản đang rao bán hàng loạt căn nhà trong ngõ tại quận Cầu Giấy và Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, có diện tích từ 50 đến 60 mét vuông với mức giá khoảng 10 tỷ đồng trên một căn, gây ngỡ ngàng cho người hỏi mua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!